Dạ, xin chào tất cả các anh cần thủ nha. Và đây là video 1079 nè các anh. Em mới vừa về một lô cần luôn, mới khen luôn. Có những cây cần dài 2m1, 2m4, 2m7 và hàng 3m nha các anh. 3m thì hôm nay cũng có được hai cây để các anh tham khảo này. Và còn có vít cắm gốc nữa nha các anh. Vít cắm gốc đọt cực kỳ dẻo dai. Và ở đầu video thì em cũng có một cái hộp phao câu đài. Đây là phao long cong nha các anh. Phao long cong, phao câu đài dành cho các anh đam mê bộ môn câu đài này. Đấy, mình vừa câu vừa sưu tầm luôn. Bộ phao này thì em sẽ lên ở đầu video cho mình ạ. Và những mẫu máy ngang, câu bè, câu sông, câu biển. Đấy, máy ngang, câu bè, câu sông, câu biển nha các anh, 9 con máy tất cả ạ. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship đối với mỗi đơn cần là 40.000 một đơn. Đơn máy và đơn phụ kiện thì là 30.000 nha các anh. Mình đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship ạ. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em có ghi bên góc trái màn hình 0933 111 365 ạ. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cái hộp phao này cho các anh trước nha. Này, chiều dài của nó là 55cm nha các anh. Chiều dài 55cm là một cái hộp gỗ Nhật này. Nó sẽ có hai ngăn cho các anh ạ. Gỗ Nhật nha các anh. Hai nghệ nhân là các anh vừa câu vừa sưu tầm luôn nha. Bên này thì sẽ có những cái trục số này. Ở đây thì phân ra hết nha các anh. 17 này, 19 này. Họ sẽ phân ra những cái số như này là trục trục số nha các anh. Trục số. Vừa câu vừa sưu tầm luôn. Còn bên ngăn này á, thì sẽ được phao. Tổng cộng trong này thì có tổng cộng hết tất cả là 7 quả phao nha các anh. 7 quả phao long cong ạ. Phao câu đài. Phao này thì các anh đánh rô này, rô chép trôi. Rồi tiếp cho là câu cá giết. Phao Nhật nha các anh. Phao Nhật, phao long cong. Các anh có thể vừa câu vừa sưu tầm hoặc là mình để trưng bày cũng rất là đẹp nha. Rất là đẹp, mới kem luôn này. Cái nắp đậy này rất là chắc chắn nha các anh. Rất là chắc chắn, rất là có lực luôn. Một cái hộp phao câu đài nội địa Nhật ạ. Và có một cái túi vải nhung đi kèm nha các anh. Là một cái túi vải nhung. Và mã này là mã số 0, mã phụ kiện số 0 có giá là 1.650.000. 1.650.000 mã số 0 ạ. Và tiếp theo số 1 thì em sẽ lên những con máy câu nha các anh. Một con máy câu bè khoảng Shimano dòng Chinomatic 1000 ạ. Máy câu bè Shimano Chinomatic 1000. Máy này sử dụng tay quay bên phải nha các anh. Và đây là côn của nó này. Các anh muốn siết chặt, mình lôi cái trực tiếp vào đó, thì mình siết cái côn này nha. Còn nếu mà các anh muốn dòng cá thì mình nhả côn ra. Nhả côn ra thì nó sẽ xoay ngược được nè các anh. Là mình sẽ cho cá nó chạy, mình dòng cá. Shimano nha, Shimano Chinomatic 1000. Dạng máy câu bè màu xám, độ mới 90-95% ạ. Máy mới ken luôn nha các anh. Máy mới ken luôn, câu ngâm bè, câu giải trí này đều rất là ok. Và mã số 1 ạ. Mã số 1 giá của máy này là 250.000. Mã máy số 1 có giá là 250.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2 nha các anh. Số 2 một con máy Chinomatic 1000 luôn. Dạng máy câu bè luôn. Và máy này thì sử dụng tay quay đôi. Sử dụng tay quay đôi nha các anh. Đây sẽ là nút xả cước này. Khi các anh xoay á, cái nút này nó sẽ tự bật lên ạ. Và cơ chế hoạt động của máy câu bè. Cái núm côn bên này nha các anh. Núm côn bên này. Nếu mình siết côn thì sẽ siết cái núm này ạ. Máy câu bè Shimano Chinomatic 1000 mã số 2. Mã số 2 và con máy này sẽ có giá là 300.000 nha các anh. 300.000 mã máy câu số 2 ạ. Và tiếp theo là mã số 3 là một con máy Daiwa nha các anh, dòng Checker GS7. Máy câu Daiwa Checker GS7 nha các anh, cũng là máy câu bè luôn. Máy câu bè có chốt chặn một chiều. Có chốt chặn một chiều. Và các anh bật cái nút bên này á thì cái tiếng kêu nó sẽ to hơn này. Tiếng kêu to hơn. Còn mình mà tắt cái tiếng kêu đi thì nó sẽ nhỏ hơn nha các anh. Nhỏ hơn, nghe đầm tai hơn. Đây là nút xả cước ạ. Còn đây là một chiều hai chiều này. Một chiều hai chiều thì nó nằm ở cái nút này. Daiwa Checker GS7 nha các anh. Hàng nội địa Nhật. Máy đẹp này. Máy câu bè. Đầy đủ mọi chức năng. Full chức năng. Hoạt động tốt, không lỗi lầm. Mã số 3 giá 250.000. Mã máy câu số 3 có giá là 250.000 ạ. Tiếp theo mã số 4 sẽ là con máy dòng Shimano nha các anh. Shimano 1000 GT Titanop. Cũng là máy câu bè luôn, đầy đủ chức năng, một chiều hai chiều, bật tắt tiếng kêu. Đây là bật tiếng kêu to hơn nè các anh. Bật tiếng kêu to hơn ở đây. Ở đây là tắt tiếng kêu nha. Một chiều hai chiều.
full chức năng nha các, full chức năng hoạt động không lỗi lầm. Em quay như là em gửi hàng cho các như vậy nên là mình nhận hàng á, vui lòng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em. Đây là nút xả cước ạ. Khi các anh xoay thì cái nút xả cước cũng tự động bật lên lại luôn. Và mã máy số 4 giá 200 nghìn, mã số 4 mấy câu bè có giá là 200 ạ. Tiếp theo mã số 5 một con máy Olympic Carbon Mid-Gate nha các. Carbon Mid-Gate Olympic nội địa Nhật này. Máy có chạy bạc đại và đây là côn của máy nha các. Đúng côn. Có thể điều chỉnh côn được ạ. Bật tắt tiếng kêu, cái này thì nó tắt hẳn tiếng kêu luôn nha các. Các anh không thích tiếng kêu thì có thể tắt hẳn đi. Và cái tiếng kêu của nó cũng không có quá to nha, không quá to. Và nút xả cước cho mình thì xoay cũng sẽ tự bật lên lại luôn các. Olympic Carbon Mid-Gate ạ. Và mã số 5, mã máy số 5, con máy này sẽ có giá là 150.000. Mã máy câu số 5, máy câu bè có giá là 150.000. Tiếp theo số 6 là máy Dawa nha, Dawa Million ST1000 ạ. Dawa Million cho các anh, có chốt chặn một chiều và có nút xả cước luôn. Nút xả cước nó sẽ nằm ở đây. Ở đây là hai chiều nha các anh, hai chiều vẫn có tiếng kêu nè. Một chiều chốt chặn. Xả cước. Hoạt động ok hết nha, không lỗi lầm và nó có con lan chi cước luôn ạ. Có một cái con lan chi cước đây các anh. Dawa Million ST1000 ạ, hàng nội địa Nhật nhé. ST1000 nội địa Nhật. Lúc này sẽ là tắt hẳn tiếng kêu luôn nha các. Nó có nút bật tắt tiếng kêu. Đây là nút có tiếng kêu này. Tay quay dạng kim loại. Và mã máy số 6 320.000. Mã máy câu số 6 có giá là 320.000 nha các. Và tiếp theo mã số 7 sẽ là con máy Chinomatic nha các. Máy câu Chinomatic của hãng Shimano này. Máy câu Chinomatic Shimano. Hoạt động có chốt chặn. Và đây là núm côn nha các. Núm côn, mình xếp côn bên này. Nút xả cước đây ạ. Mọi chức năng thì nó cũng như những con máy bè em vừa mới lên nha. Đều như những con máy bè em vừa mới lên và có con lan chi cước đầy đủ luôn. Shimano nội địa Nhật. Ở đây thì là chỗ gài cước nè các. Chỗ gài cước nó sẽ nằm ở đây. Và mã máy là mã số 7 nha. Con máy có mã số 7, giá là 150.000. Máy câu mã số 7 có giá là 150.000 ạ. Và tiếp theo mã số 8 nha các. Số 8 sẽ là một con máy ngang của Ryobi ạ. Một con máy ngang Ryobi. Máy này thì các anh câu xong khá là ok nha. Câu xong hoặc là câu ngâm biển đều được hết các anh. Máy Ryobi. Và nó có đồng hồ nha. Đồng hồ vẫn còn sử dụng được nè. Nó pin nó hơi yếu nè. Nhìn nó hơi mờ tí các. Nhờ nó vẫn lên nè. Nó vẫn lên, vẫn sử dụng được nha. Mình về thay pin là ok hết. Đấy, máy Ryobi dòng ALS-SS700 nha các anh. ALS-SS700. Máy này hàng nội địa Nhật luôn. Máy Ninjaban nha. Hợp kim toàn thân hết và nó có con lan chi cước ạ. Có con lan chi cước cho mình. Tay quay thì sử dụng dạng tay quay kim loại. Hoạt động có chốt chặn một chiều. Còn đây là hai chiều nha các. Một chiều, hai chiều đều ok hết này. Còn đây sẽ là nút xả cước ạ. Khi các anh xoay á, thì cái nút xả cước này nó sẽ tự động bật lên lại nha. Tự động bật lên lại luôn. Và đi kèm bên trong là dây dù BE nha các. Thì em bán máy nhưng mà dù bên trong thì em vẫn tặng kèm theo cho các nha. Nếu mà tháo lẫy ra thì cuộn dù này em bán cũng 200-250 nha. Vì nó trên 150 m nha các, dù Nhật xịn. Cái sợi dù nó còn rất là mịn luôn, nó không có bị sờn hay là bị cũ theo năm tháng luôn. Cái sợi dù còn mịn, còn đẹp lắm các. Một con máy câu ngâm biển, câu xong. Và mã số 8 giá 430.000, 430.000 cả máy cả dù luôn nha các. Bán máy tặng cả dù luôn chứ không có lấy dù ra đâu nha. Mã số 8 giá là 430.000 ạ, máy câu Ryobi. Và tiếp theo là mã số 9, số 9 một con máy Dawa không, một con máy Shimano nè các, em nhầm. Digital SLS 2000, máy câu Shimano nha. Shimano. Và con máy này thì nó cũng có đồng hồ luôn nha các, đồng hồ vẫn còn hoạt động ok hết nha. Máy này thì có đồng hồ. Cái này thì nó hình như nó hết pin rồi các anh. Hôm trước em vừa quay video là nó có lên này. Mà hôm nay thì hết pin nha. Đồng hồ này thì bao lên, các anh về thay pin là được ạ. Này, mình thay pin thì mình xoáy cái chỗ này ra. Đấy, rồi thay pin nha các anh. Shimano SLS 2000, máy mới ken 95%. Các anh có thể vừa câu vừa sưu tầm đều được hết luôn ạ. Vừa sưu tầm trưng bày đều rất là ok nha. Có máy mới ken, núm sabun ở đây. Có lan chi cứ ở đây ạ. Máy Shimano nha các.
hàng nội địa Nhật cho mình nha, có chốt chặn này, xoay có tiếng kêu và cũng có dây dù đi kèm luôn, 150 đến 200 mét dây, là nút xả cước. Canh xoay thì cái nút xả cước này nó tự động bật lên lại ạ. Còn đây là một chiều hai chiều này. Máy hoạt động êm mượt, ngoại hình mới ken 95% nha các. Mới ken 95% và mã máy số 9, giá của con máy này sẽ là 550.000, mã máy câu số 9 nha, có giá là 550.000 ạ. Và tiếp theo thì em qua những cây cần nha các. Em qua những cây cần, một cây Shimano Majestic dài 2m1 độ cứng MH ạ. Mẫu này thêm có cả máy đứng máy ngang nha. Anh nào mà mình muốn câu máy ngang á thì cứ báo em sẽ gửi cho anh cái mẫu máy ngang mình tham khảo. Phôi vẫn như vậy nha, carbon xoắn toàn thân, xoắn nổi đẹp, không lỗi lầm, khoen hai chân, khoen hãng. Khoen này em thấy nó cũng to nha các, thoát dây nhanh. Khoen hai chân, khoen to, thoát dây nhanh cho mình. Câu nhái hơi, nhái thật đều được hết ạ, tải mồi từ 10 cho đến 30g. Phôi carbon xoắn nổi toàn thân này, Shimano Majestic, bắt hãng, bắt vặn. Bắt hãng, bắt vặn. Và tải cá thì cũng 10 đến 20 lb trên dưới 10 kg cá nha các. Trên dưới 10 kg cá. Cần Shimano 2m1 cứng MH. Và đo cần này là 2.1 ly, trọng lượng sẽ là 130g. Và mã cần số 1 ạ. Mã cần số 1, cây này sẽ có giá là 370.000. Mã cần câu số 1 có giá là 370.000 nha các. Shimano mã số 1 này sẽ có giá là 370 nha các. Và tiếp theo mã cần số 2, một cây cần câu lưu máy đứng có chiều dài là 2m58 ạ. Cần câu lưu máy đứng nha, 2m58, và cây này nó có độ cứng tầm là ML ạ. ML đọt nảy lắm canh, nó không quá cứng cũng không quá mềm, đọt nảy tốt. Khoen bát thì sử dụng là khoen bát hãng hết ạ. Khoen bát hãng tay cầm cái mút này rất là chắc tay luôn, của hãng Pro Marine nha canh. 2m58 ML, đo 1 ly 9, trọng lượng 197g, và mã cần số 2. Mã số 2 giá cây cần này là 550.000, mã cần câu số 2 ạ, có giá là 550.000. Tiếp theo mã số 3 là một cây Abu nha các, Abu Garcia dòng Justin. Mã width 2m7, độ cứng M, tải mồi từ 7 cho đến 21g, còn tải cá từ 8 cho đến 16 lb ạ, 8 đến 16 lb. Cây này thì cam bên Nhật nè, các anh xem nha. Cần về như nào á, em sẽ báo tình trạng như vậy và giá thì đã ốp thay tình trạng cần cho các anh ạ. Nguyên zin của nó sẽ là tay cầm cán bần nha các, cán gỗ bần. Nhưng mà sử dụng theo năm tháng á, hình như là em thấy là nó có chỗ bị lồi, có chỗ bị lõm này. Là cái anh cần thủ bên Nhật á, đã quay keo, đã đi keo cái phần tay cầm này. Đi keo cả bên dưới và bên trên này luôn nha các. Đi keo để mà nó trơn láng hơn, cầm nó mượt mà hơn nha. Cho nó trơn láng hơn thôi chứ không có lỗi lầm gì hết nha các. Thì cần về như nào em báo như vậy, tình trạng cần. Và giá thì cũng đã theo tình trạng cần hết nha các. Giá theo tình trạng từng cây cho mình. Abu Garcia là 2m7 cứng M, không hao hụt nha, không hao hụt, còn zin, không có hao hụt hay dập gãy gì hết, chỉ là đi keo lại phần cán tay cầm thôi. Và dàn khoen đi kèm cho mình là khoen Fuji xứ xích, dàn khoen ba chân, khoen ba chân toàn thân nha các. Đầu bu cũng là đầu bu Fuji xứ xích này. Đồng 1 ly 8. Đồng 1 ly 8 và trọng lượng là 160g. Cái này có mã số 3, giá 950.000 nha. 950.000, mã số 3 ạ. 950.000. Và tiếp theo mã số 4 sẽ là một cây lưu máy đứng của Tactic Enjoy nha các. Tactic Enjoy, cây này dài 2m7 và còn có độ cứng là ML ạ. 2m7 cứng ML, phô xoắn vảy cá hai da. Nó xoắn tới đây luôn nha các, nhờ tới đây thì nó chìm bên dưới nước sơn đấy, xoắn chìm bên dưới nước sơn. Còn ở đây thì mình sẽ thấy rõ hơn này, thấy rõ hơn cái phôi vảy cá hai da này. 2m7 nha các, 2m7 ML, không cứng không mềm, đọt nảy tốt ạ. Đọt nảy tốt, bác sử dụng bác Fuji, bác vặn, hãng Tactic Enjoy. Khoen ba chân, khoen Fuji loại xứ xám. Và đọt cần sẽ là đọt 2.1 ly, trọng lượng là 188g, mã số 4 nha các. Mã số 4 và cây cần này có giá là 700.000, mã cần câu số 4 có giá là 700.000 nha. Cần câu lưu máy đứng. Và tiếp theo là mã cần số 5 ạ. Số 5 cũng là một cây lưu máy đứng luôn các, chiều dài 2m7, hàng Korea, xuất thị trường Nhật. 2m7 nha. Cần lưu máy đứng và cây này đọt của nó to này các. À không, cây này dạng cần, cần ngâm rồi, cần ngâm lên C.
Hoặc là các em đánh lu mà câu bạo lực một tí cũng được. Đợt nó to 2 ly 4. Độ cứng nếu mà tính theo cần lu thì nó sẽ tầm M đến MH nha các. Tầm M, tại M đây. M nha. Còn cần 2 khúc 3 khúc thì nó cứng được 20 năm 30 50. Khuyên cái khuyên đời 3 là khuyên Fuji 30 đây các. Fuji 30 dạng khuyên ba chân ạ. Bát thì sử dụng cũng là bát Fuji chữ vàng, bát vàng, tay cầm cánh mút. Khuyên ba chân hết nha. Còn phô carbon này. Phô rất là dày dặn chắc chắn luôn. Đọt to 2 ly 4, nước sơn màu xanh đẹp, không xước xát nhiều. Ngoại hình 85-90%. Và mã cân số 5, trọng lượng 205 g. Mã số 5 có giá là 866.000 nha các. 866.000. Mã cân số 5 ạ. Và tiếp theo mã số 6. Số 6 sẽ là một cây 2m7, độ cứng M. Lu mát của cây này là được 80 g nha các. Lu mát 80 g, đánh ghềnh thoải mái này, ghềnh biển hoặc là câu lu nhảy thật. Dòng mã số zig, router 2m7 cứng M. Dây B thì tản mát là dây 2 chấm ạ. Dây 2 chấm, phô carbon xoắn nổi nha các. Nó xoắn nhẹ, xoắn gân luôn, xoắn nổi gân. Khoen ba chân này, khoen Fuji. Dòng khoen Fuji ạ. Cái loại sứ bên trong là sứ xích nha các. Dòng khoen Fuji loại sứ xích. Cái này thì của hãng Pro Marine. Khoen bát đều nguyên zin hết, không hao hụt, không dập gãy. Khoen zin hết nha các. Fuji sứ xích. Bát thì sử dụng là dạng bát hãng, bát vặt. Ngay một đoạn này nó xoắn caro rất là đẹp này. Tay cầm thì là cái mút ạ. Tay cầm cái mút full carbon. Chiều dài cân 2m7, độ cứng M. Và đọt là 1 ly 9, trọng lượng 225 g. Cái này có mã số 6 nha các. Mã cân số 6 và giá cân là 920.000. Mã cân câu số 6 và giá là 920.000 ạ. Tiếp theo là mã số 7. Số 7 sẽ là một cây 3m nha các. 3m của Westnow. Cây này mới ken 95-97% luôn. Còn rất là mới. Các anh muốn vừa câu vừa sưu tầm mình tham khảo cây này nha. 3m China xuất Nhật. 3m China xuất Nhật và độ cứng thì nó cứng M nha các. Độ cứng M, tải mồi mát được tới 60 g. Độ cứng M này. Còn là tải cá là từ 8 cho đến 20 lb ạ. 3m. 3m nha các. Dòng sát Pusser của Vietnam China xuất Nhật. Còn mới ken luôn các. Về được hôm nay lô hàng về rất là đẹp nha. Và các anh xem video á, mình nhớ đăng ký kênh của em nha. Cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh để em về những cái mẫu hàng mới này mình lên video sớm. Các anh nhận được thông báo mình xem sớm, chốt sớm nha các. Đầu bu thì sử dụng là đầu bu Fuji loại sứ xích. Còn khoen sẽ là khoen Fuji sứ đen ạ. Dài 3m, độ cứng M, đọt 2 ly 3, trọng lượng là 264 g. 3m nha các, đánh ghềnh hoặc là các anh câu nhái thật, lu nhái thật này, đánh rất là hiệu quả luôn. Và mã cân số 7 giá là 1.150.000, 1.150.000 cho một cây cần mới ken luôn nha các. Mới ken luôn, mới phải 97-98% luôn, mã số 7 nha. Tiếp theo số 8 cũng là một cây lu 3m ạ. Số 8 một cây lu 3m dòng mà C-Pack 3m này, độ cứng M, tản hồi từ 30 cho đến 60 g. Đọt cái này đọt 2 ly 2 nha các. 2 ly 2. Cái phô nó xoắn quá đẹp luôn ạ. Khoen thì sử dụng khoen Fuji sứ xám. Khoen ba chân. Khoen Fuji sứ xám. Khoen bát với đầu bu đều zin hết là các. Không có hao hụt dập gãy là không có thay cái khoen nào hết nha. Zin nguyên bản của cần. 3m cứng M. Dòng mà Pesca C-Bát. Khoen bát đều sử dụng khoen bát Fuji hết. Bát Fuji chữ vàng, bát vàng. Mình mở các xe phô nha. Phô là phô carbon. Carbon xoắn đẹp ạ. Xoắn nổi luôn. Và đọt 2 ly 2 trọng lượng 239 g. Cái này có mã số 8 nha các. Mã cân số 8 và giá cần sẽ là 1.250.000. Mã cân câu số 8 có giá là 1.250.000 ạ. Và tiếp theo số 9 là một cây Heiichi của Daiwa. Cần Heiichi Daiwa chiều dài cần là 2m1 nha các. Bát sử dụng là bát titanium này, bát Daiwa titanium dạng bát gập. Bát này đời cao nha các, một cái bát lẻ là đã 500.000 nè. 500.000 một cái bát lẻ như này ạ. Daiwa. Sử dụng phôi carbon whisker ạ. Phôi carbon whisker, cần Heiichi nha các. 2m1 và cây này nó cứng tầm là 20, chuyên câu bè.
cầu bè canh, cầu giò gì chắc hơn này thì sử dụng cần này rất là phù hợp luôn, độ cứng 20. Ở cái đoạn này nó xoắn ít xoắn vậy cá ajan nha canh. Cô sử dụng là carbon cơ ạ. Và quấn chỉ từ đầu ngọn đến đây, tăng cái độ chịu lực khi mà canh dòng cá. Đây là zin nguyên bản của cần nha, zin nguyên bản của nhà sản xuất chứ không phải là về muốn đâu ạ. Và dàn khoen thì sử dụng là khoen Fuji xứ xám, khoen với cả đầu bu luôn. 21 độ cứng 20, Nichidawa nha các. Đầu 1 ly 5, trọng lượng là 154 gram. Và cái này sẽ có mã số là mã số 9 nha. Mã cần số 9 có giá là 750.000. Mã cần câu số 9 có giá là 750.000 ạ. Và tiếp theo mã cần số 10. Số 10 cần dít cắm gốc nha các. Cần dít cắm gốc phôi là phôi carbon. Mà ta xem cái gốc cần này, phôi carbon nha, phôi cực kỳ dày luôn, gốc quá dày. Khoen bát thì sử dụng toàn bộ là khoen bát hãng dạng khoen ba chân, dòng mà Sophia. Sophia nha các, chiều dài 1m9 ạ. Chiều dài 1m9 và đọt của cái này nó cực kỳ dẻo dai luôn, các anh câu giết biển này, hoặc mình câu bè đều rất là ok nha. Đọt chịu tải tốt, đọt 2 ly ạ. Cong vút luôn nha các anh, quá dẻo dai. Đọt này là đọt đặc thép này, quá dẻo dai, chịu lực quá tốt. Dài 1m9 nha các anh, 1m9 đọt 2 ly, trọng lượng là 320 gram. Và cái này mã số 10, mã cần số 10, cần câu vít cắm gốc 1m9, mã số 10 giá là 586.000, 586.000 nha các anh. Và tiếp theo là mã số 11. 11 cũng là một cây cần câu vít cắm gốc luôn, và cây này dài hơn một tí, 2m4 nha các anh. Dòng Light Tacker Game, chiều dài 2m4. Bát thì sử dụng là bát Fuji, bát vặn, tay cầm cái mút ạ. Bát Fuji, bát vặn. Khoen là khoen hãng nha các. Dòng khoen hãng. Còn 2m4. Đò của cái này nó nhỏ, chỉ đò là 0.9 ly thôi. Còn vuốt như này. Rất là nảy luôn nha các. Đò này quá nảy. Ta đánh dít này, khi mà mình dòng cá, nó cong vuốt luôn. Cong vuốt cái ngọn cần này cho đến cản tay cầm luôn. Chiều dài 2m4 nha. 24. Khoen là khoen hãng, bác sử dụng bát Fuji, đọt 0.9, trọng lượng 131 gram, nó nhẹ như cần lua luôn nha các, nhẹ tên như cần lua. Và mã số 11, giá cây cần này là 668.000, 668 nha các, mã số 11 ạ. Tiếp theo là mã 12. 12 thì có một cây cần 2 khúc 2m1 nha các. 2 khúc 2m1, cây này thì độ cứng tính theo cần lua thì nó sẽ được MH ạ. Còn tính cần 2 khúc á, 80 nha các. Cứng 80, đọt quá to luôn, đọt của cái này nó là 2 ly, 2 ly 5. Đọt 2.5 ly ạ. Các em đợi em tí nha, để em đo trực tiếp cho mình. À em nhầm nha các, đọt của cái này rất là to, đọt tới 3 ly 5 luôn nha. 3 ly 5 nhưng mà trọng lượng thì quá nhẹ, chỉ có 170 gram thôi. Cần cầm nhẹ tên luôn các anh, sử dụng phôi carbon cao cấp nha. Phôi carbon cao cấp nè, nó vừa cứng mà vừa nhẹ. Phôi sang hàng nè, nhẹ tên chỉ có 170 gram thôi. Không khác gì cần lua luôn. Đọt siêu to, 3.5 ly. Chuyên câu ngâm lăng xê nha các anh. Ngâm lăng xê hoặc các em câu sông hồ, câu chim chép này đều thoải mái. Em có size 2m4 nữa, nào mà muốn câu dài hơn một tí thì mình tham khảo. Cứ báo em gửi thêm mẫu 2m4 cho các anh xem. Vải dây B thì từ dây 3 đến dây 6 nha các, săn hàng thoải mái. Cái này nó cứng 60 đến 100 là cứng tầm 80 ạ. Và dàn khoen thì sử dụng là khoen hãng, khoen nòng súng. Dàn khoen hãng, khoen nòng súng, bắt hãng, bắt vặn. Đọt 3 ly 5, trọng lượng 170 gram và mã số 12. Mã 12 giá 350.000, mã 12 còn 2 khúc giá 350.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 13. Và tiếp theo là mã số 13 nha các. Mã số 13 sẽ là một cây 3m3 và cây này có độ cứng là M. Dòng Seabass nha các. Seabass 3m3 cứng M. Hàng Korea xuất thị trường Nhật và thông số tải mồi của nó là từ 10 cho đến 40 gram. Cây này canh lua nhái thật cũng ok nha. Câu lua nhái thật đều được hết. Dàn khoen là khoen ba chân nè, khoen Fuji lọ sứ đen. Khoen ba chân, còn đầu bu là đầu bu xích nha các. Đầu bu xích chống xoắn dây. Bu xích chống xoắn dây ạ. Phôi carbon dài 3m3, 3m3 độ cứng M. Bát Fuji chữ vàng, bát vặn, tay cầm cán gỗ cho mình ạ.
Tay cầm cán gỗ nha các. Còn phôi carbon này 3,3 m cứng mờ. Seabass short nha, Hàn Quốc xuất Nhật. Và đo cân là 2 ly 2, trọng lượng 1, trọng lượng 308 g ạ. 308 g. Và cây này có mã số là mã số 13 nha các, mã 13 giá 1.550.000. 1.550.000 mã cần số 13 nha các. Bên Fuji xứ đen nhưng mà chân khuyên là chân gold ạ. Mã 13 1.550.000. Và tiếp theo mã số 14 sẽ là một cây cần lua 3,6 m nha các, lua 3,6 m. Tải màu của nó từ 7 cho đến 28 g. Cây này thì cứng tầm là M nha, ML cho đến M. Giăng khoen sử dụng khoen ba chân, khoen Fuji lọ sứ xám ạ. Fuji lọ sứ xám khoen ba chân và phôi của nó xoắn dạng xoắn vân của NFT các. Xoắn dạng xoắn vân của NFT rất là đẹp nha. Cả ba khúc này luôn. Còn câu lua. Giăng khoen Fuji sứ xám này, khoen ba chân. Bát Fuji, bát vặn, tay cầm cán gỗ còn nguyên siêu chưa bóc ạ. Nguyên siêu chưa bóc. Mở can xem nha. Khoen bát đều là Fuji hết, 3,6 m độ cứng ML cho đến M. Nó xoắn vân giống như cái vân của NFT nha các, rất là giống luôn. Xoắn toàn thân cả ba khúc này từ gốc đến ngọn đều xoắn hết. Và đọt là 2 ly, đồng 1 ly 9, trọng lượng 422 g. Cái này có mã số 14 ạ. Mã cần số 14 giá là 1.650.000, mã cần 14 giá 1.650.000. Tiếp theo là mã số 15 là một cây Yamaga nha các. Yamaga chiều dài 2,7 m độ cứng MH. Cây này các anh lui nhái thật cũng khá là ok này. Tải màu mát của nó tới 60 g luôn. Câu nước ngọt, nước mặn và câu nước lợ đều được hết các. Đa dạng địa hình nha. Đa dạng địa hình. Tay cầm cán mút. Và phôi thì sử dụng phôi carbon cao cấp xoắn ít hai da toàn thân. Yamaga nội địa nha. Làm là săn lấp bom này hoặc câu lấp rừng, câu chẽm, câu những cái địa hình khó hoặc là lu ghen đều ok hết, còn rất là khỏe. MH nha các, 2,7 m MH. Và đo sẽ là 1.9 ly. Còn 1.9 ly. Cái này nó có độ nảy tốt nha các, chứ nó không có bị quá cứng, nó có độ nảy rất là tốt ạ. Và trọng lượng là 155 g, mã cần số 15, giá 1.450.000. 1.450.000 cần 2,7 m nha các. 1.450, mã số 15 ạ. Và tiếp theo mã 16. 16 sau một cây cần nhận cần à. Cần lua. Cần lua máy đứng nha các, lua máy đứng. Cây này thì có chiều dài là 3 m. Và lua mắt của cây này nó tới 2 OZ luôn nha các. 2 OZ là khoảng tầm 55 gần 60 g, gần 60 g nha, lua mắt. Còn tải cá là 25 lb. 25 lb nha các, cá 10-12 kg, cái này lên thoải mái, lên khỏe luôn nha. Đọt to, đọt 2 ly 4 ạ. Là 2 ly 4 và cần mới ken, không có lấy một vết xước luôn anh. Quá mới, cái này thì vẫn còn túi đi kèm, túi nguyên zin đi kèm ạ. Em thích đánh lua ghềnh này, mình tham khảo mẫu này nha. Lua ghềnh, lua nhái thật. Đọt to, đánh nó bảo tay nha các. Và khoen là khoen Fuji loại xứ xích, đầu bu cũng là Fuji xứ xích luôn ạ. Khoen với đầu bu zin nguyên bản theo cần. Khoen cái khoen đờ 3 là khoen 40 nha các. Khoen đờ 3 khoen 40. Bát Fuji bát vạn dòng Power Plus. Tay cầm cái mút. Khoen bát Fuji hết, ngon lành hết nha các. Túi zin đi kèm luôn. Và mã cần số 16. Mã 16 đọt 2 ly 4, trọng lượng 280 g. Mã 16 có giá là 1.850.000. 1.850.000 mã cần câu 16 nha các. Cần lưu 3 m. Và tiếp theo mã số 17. 17 thì có một cây cần rắc khúc, cây này là của Shimano nha các. Cần Shimano chiều dài cần sẽ là 5,1 m ạ. Câu biển nha các. Câu bài bãi biển. Mình mà xem. 4 khúc tất cả nha. 4 khúc dạng cần rắc khúc này. Khoen của nó sẽ là khoen Fuji sứ xám nha các. Khoen Fuji loại sứ xám. Cần bạc bãi 5,1 m nha. Hàng này cũng rất là hiếm nha các, lâu lâu mới về được một cây thôi. Hàng bạc bãi 5,1 m rất là hiếm luôn. Phôi carbon xoắn. Nó sẽ xoắn ít hai da ở hai cái khúc bên ngoài cùng nha các. Xoắn ít hai da hai khúc bên ngoài cùng. Và độ cứng thì nó cứng tầm DX ạ. Cầm tầm là 27. Cứng DX nha các. Độ cứng 27. Đòn nó sẽ có độ nảy chứ nó không có bị quá cứng nha.
bị quá cứng là canh dòng cá nó sẽ có cảm giác nè. Còn Shimano xoắn nhất hai da, xoắn gân, chiều dài 5m1 nha các. Phô carbon xoắn toàn thân luôn nha. Sử dụng carbon high power carbonic, phô carbon cao cấp nha các. Xoắn hai da. Và bát của là bát Fuji luôn, bát Fuji, bát vặn, tay cầm cánh gỗ nè, cái máy chèo. Tay cầm cánh gỗ máy chèo và có khuyên để buộc dây bảo hiểm đầy đủ nha các. Khuyên buộc dây bảo hiểm đầy đủ. Và đọt của cây này sẽ là 2 ly mốt nha các, đọt 2.1 ly, trọng lượng là 800 g. Và mã cân cuối cùng, mã số 17, giá sẽ là 1.350.000, còn bạc bãi biển của Shimano nha các. Mã số 17 có giá là 1.350.000 ạ. Và em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh em nha các. Chào tạm biệt các bạn ạ.